các bạn thân mến quay trở lại cùng với các em ở trong buổi sáng ngày hôm nay không biết là bây giờ thì đã có bạn nào đang lên xem phần livestream ở trong buổi sáng ngày hôm nay chưa các bạn ở khu vực miền bắc thì có thể thấy là ngày hôm nay là một ngày mà mới ngủ dậy thôi là đã thấy trời âm u thấy mưa gió bão bùng các kiểu rồi đúng không ạ nào các bạn ơi gửi lời chào tới chị nhá ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái buổi tổng kết chiến dịch nghị luận xã hội như đã hứa cùng với các bạn và nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị hiên nhá được không nào ok xin chào em tên em khó đọc quá chị không biết là gì rồi xin chào bạn kim xin chào em có những bạn đặt tên facebook là chị hiên không đọc được chị không biết đọc là nên đọc là như thế nào nữa xin chào thu quỳnh xin chào em xin chào văn quý các bạn ơi tác bạn bè của mình để ngày hôm nay có thể bắt đầu cùng với chị nhá ngày hôm nay là ngày chủ nhật À, chắc hẳn rằng là các bạn à, được nghỉ ngơi đúng không? Xong một tuần học tập rất là mệt mỏi Xin chào Cẩm Hằng Xin chào em Ok, hiện tại đã thấy có 30 bạn đang xem phần livestream này rồi Xin chào Nguyễn Ân Xin chào em Nào các bạn ơi Xin chào Quỳnh Như Hello em À lâu lắm rồi em mới được gặp chị à <laughs> Xin chào Thu Quỳnh Xin chào em Hello Phương Linh Ê, à, em chào chị ok các bạn ơi ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tổng kết lại về chiến dịch nghị luận xã hội sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau giải quyết thêm một cái đề nhỏ xíu nữa được không nào à xin chào phương linh xin chào em ừ chị cho em ý tưởng về thuyết minh nón lá được không chị trời ơi chị thấy cái dạng thuyết minh nó là cái dạng dễ nhất trong tất cả các dạng luôn đấy rồi hello phương anh phan cứng đây À chị ơi hướng dẫn đưa lý luận vào nghị luận xã hội đi ạ. À. Lý luận vào nghị luận xã hội á, chất chơi thực sự luôn ấy. Gì nữa các em? Các bạn ơi đưa ra một vài yêu cầu nè Hiện tại đã thấy có 40 hơn 40 bạn rồi. Đợi khoảng 50 bạn thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay cùng với chị nhá. Được không? Ừ. Rồi các bạn thân mến trong cái lúc mà đợi chờ các bạn lên ấy thì chị muốn nói qua một chút với các bạn lại một lần nữa về cái mặt phương pháp cái này thì có thể là chị Quỳnh đã nói với các bạn rồi nhưng đương nhiên là trong cái khuôn khổ của buổi tổng kết chiến dịch thì chị vẫn phải làm cái điều này đối với các bạn ok chưa ạ chúng ta thấy rằng là ở thời điểm hiện tại ấy các bạn sẽ xoay quanh hai cái dạng chính trong câu nghị luận xã hội đó chính là chúng ta sẽ viết một cái bài văn đúng không hoặc là chúng ta sẽ viết hình thức theo một cái đoạn văn được không nào? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chị thấy là cái hình thức đoạn văn này là cái hình thức phổ biến hơn ở trong những cái đề thi của chúng mình. Ok chưa ạ? Thì như chị vẫn nói nhá, đây là chị chia về cái dạng hình thức thì là như vậy. Còn về cái mặt nội dung ấy, về cái mặt dạng đề thì chúng ta lại có hai dạng. Thứ nhất là về một tư tưởng đạo lý. Được không? Thứ nhất là về một tư tưởng đạo lý và thứ hai là về một hiện tượng đời sống. hiện tượng đời sống. Được không ạ? À? Nhá. Thứ nhất là về một tư tưởng đạo lý và thứ hai là về một hiện tượng đời sống. Thế thì trong cái khuôn khổ của việc là chúng ta cùng với nhau làm một cái bài nghị luận xã hội và cụ thể ở đây chị đang muốn trọng tâm với các bạn là cái này. Được không ạ? À? Tại vì là cái này nó chính là cũng chính là cái nền tảng để các bạn phát triển lên cái này. Đúng không ạ? À? Đoạn văn chính là nền tảng để chúng ta phát triển lên bài văn mà. Ok chưa nào? Thế nên là chúng ta sẽ cùng có một cái bố cục cơ bản cho một cái đoạn văn nghị luận xã hội với những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp. Nó sẽ xoay quanh như sau các bạn nhé. Cái thứ nhất, chúng ta có mở đoạn. Thì phần này đương nhiên sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Đương nhiên sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Cái vấn đề này chúng mình sẽ lấy ở đâu? Lấy ở đề bài chứ còn lấy ở đâu nữa? Đúng không ạ? Chúng mình sẽ lấy ở đề bài nhá. Tiếp tục này phần thân đoạn chúng mình sẽ hoàn thành các cái ý sau giúp cho chị khi mà chúng ta làm về một vấn đề ấy, thì chị nghĩ rằng cái việc đầu tiên cái thao tác đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hiện đó là chúng ta phải giải thích xem cái vấn đề đó là gì đã cái này rất quan trọng đúng không ạ trước tiên là chúng ta phải giải thích đã giải thích xem cái này nó là cái gì giống như việc là bây giờ các em muốn trình bày cho cái quan điểm của các em thì trước tiên là các bạn phải đưa ra được cái vấn đề đó là gì đã chứ Đúng không? Sau khi đưa xong thì phải giải thích tương tận cho người ta hiểu về cái vấn đề đó đã chứ. Ok không ạ? À? Thì ở cái tư tưởng đạo lý ấy, thường là người ta sẽ cho các bạn dưới hai cái hình thức. Một hình thức là người ta sẽ hỏi trực tiếp luôn, ví dụ như là viết đoạn văn trình bày hay là nêu suy nghĩ của anh chị bàn luận về sự dũng cảm, lòng dũng cảm hay đức hy sinh hay tình yêu thương vân vân. Hoặc là cũng có thể người ta sẽ để cho các bạn phải khó hơn một chút khi mà để cho cái thông điệp đó cho cái phần đó nó bị chìm ở phía dưới. Bị chìm ở phía dưới tức là gì? Hình thức người ta sẽ đưa ra là một cái câu nhận định, một cái trích dẫn hay là một bức ảnh, một cái câu hát vân vân Và người ta yêu cầu các bạn là gì ạ? Hãy nêu ra cái suy nghĩ của anh chị về cái bài học mà rút ra từ cái trích dẫn này Ví dụ là như vậy Thế thì rõ ràng là các bạn sẽ phải thêm một cái thao tác và các bạn phải giải thích để bóc tách nghĩa của cái câu đó Đúng không? Bóc tách nghĩa xong rồi mình mới đưa ra cái thông điệp phù hợp được Ok không ạ? Thế thì giải thích xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu phân tích và bàn luận À đây, quan điểm của tôi là như thế này và tôi đang chia ra thành từng cái khía cạnh nhỏ như thế này đây đúng không ạ thì chúng ta sẽ phải tiến hành phân tích và bàn luận ok chưa sau khi mà phân tích và bàn luận xong thì chúng mình sẽ bắt đầu chứng minh à khi mà anh đưa ra được quan điểm của anh rồi anh phân tích anh chia cái khía cạnh đó thành nhỏ 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 để anh phân tích rồi thì bây giờ buộc là anh sẽ phải chứng minh đi ra tòa mà không có bằng chứng ý, thì chẳng khác nào là lấy chứng trọi đá đúng không ạ à? thế thì chúng ta bắt buộc phải có bằng chứng phải có chứng minh thì chị tin chắc rằng chị quỳnh đã nói với các bạn rồi để phục vụ tốt nhất cho cái phần chứng minh này làm ơn hãy giúp cho chị hình thành một cái bảng dẫn chứng á. được không nào hãy giúp cho chị hình thành một cái bảng dẫn chứng và trong cái bảng dẫn chứng này thì đương nhiên là chúng ta sẽ đưa vào đó những cái dẫn chứng nó mang cái tính cập nhật một chút nó mang tính thời đại một chút nó nổi bật và tiêu biểu một chút và đương nhiên là sẽ có thêm một số những cái tiêu chí nữa cho dẫn chứng nó phải nổi bật này phải nhiều người biết đến này đúng không ạ nó phải là đặc trưng này được không nào nó phải là cập nhật này và đương nhiên là trong cái phần đưa dẫn chứng này thì không chỉ đơn thuần là các bạn viết nó ra mà các bạn còn phải làm gì ạ quan trọng là phải phân tích để nó phù hợp với cái vấn đề mà các bạn đang làm rõ nữa Được không nào? Thế thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm hai công việc Công việc số 1 là gì ạ? Công việc số 1 là chúng ta phải nhắc đến cái dẫn chứng đó Và công việc số 2 là chúng ta phải phân tích cái dẫn chứng đó Được không các em? Ok chưa nào? Được không? Được không? Nhá Sau khi chứng minh xong thì chúng mình sẽ liên hệ Cái phần này là một cái phần rất quan trọng theo chị đánh giá bản thân chị nghĩ rằng là các em có giải thích hơi bị thiếu một chút phân tích bàn luận có gọi là gì ạ à theo cái ý kiến cá nhân của các em chứng minh có thể là các bạn làm rõ nó tức là làm làm rõ nó xong thì cái phần liên hệ này chắc chắn sẽ phải là cái phần mà các bạn rút ra được đúng nhất các em biết vì sao không ạ suy cho cùng cái mục đích của việc là cho chúng ta làm bài nghị luận xã hội ấy là muốn xem cái góc nhìn và quan điểm của các bạn là gì và bản thân các bạn cảm nhận được cái giá trị gì trong cái bài học đó đó mới là cái điều quan trọng thế nên chị nghĩ rằng là cái phần liên hệ này là một cái phần cực kỳ là quan trọng đối với chúng mình đấy ok ông nào bản thân các em ví dụ như là viết về à, viết về thất bại chẳng hạn ý nghĩa của sự thất bại trong cuộc sống chẳng hạn cái gì ạ à? tôi đã bao giờ bạn đã bao giờ thất bại chưa tự đặt ra những cái câu hỏi cho mình như vậy để trả lời ok chưa nhá Tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi như vậy để mình trả lời Bạn đã bao giờ thất bại chưa? Và đứng trước những cái thất bại của các bạn thì bạn như thế nào? Hiểu chị không? Nhá, được không nào? Thì đấy, các bạn sẽ lưu ý giúp chị Ok chưa? Và sau khi mà cảm nhận về cái gì nhỉ? À, để và sau khi mà cảm nhận về cái này xong Cảm nhận về tất cả mọi thứ xong Thì các bạn sẽ làm gì ạ? À, các bạn sẽ đưa ra giúp cho chị Rằng là các bạn đã học hỏi được cái gì? Ok chưa nào? Nhá à em cũng chưa thạo dạng ấy á, được không các em? được không nào? Sau đó chúng ta sẽ kết đoạn. thì ở cái phần này chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp. ok không ạ? dạ. Yeah. mình sẽ đưa ra một cái thông điệp ở đây và đương nhiên đây phải là một cái thông điệp ngắn gọn và có ý nghĩa. Được nào? Nếu như mà các bạn muốn học tốt hơn về nghị luận văn học thì các bạn có thể tham khảo cuốn này của chị nhá. Để chúng mình trau rồi ngay từ bây giờ luôn, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị và ngày hôm nay chị sẽ lượt lại cùng với các bạn một trong những cái đề sau đây. Không biết là chị Quỳnh đã cho các bạn làm những cái đề gì rồi. Không biết là chị Quỳnh đã đã uh, cho các bạn làm những cái đề gì rồi. Đây các bạn đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này chúng ta có đề số 51 được không ạ? Viết một đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của bản lĩnh trong thành công của mỗi người. Đây là một cái đề gì nhỉ các bạn nhỉ? À đây là một trong những cái đề mà người ta đi vào thẳng vấn đề luôn. Người ta không vòng vo rằng là không phải cho các bạn một cái nhận định để bắt các bạn phải giải thích. Mà người ta hỏi luôn là à đối với mỗi cái thành công ấy thì ý nghĩa của bản lĩnh là gì? Đúng không ạ? ý nghĩa của bản lĩnh là gì thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng làm cái đề này nhé đây chị sẽ cho các bạn tham khảo cái bài này như sau ạ trước tiên ở cái phần mở đoạn à, chị đưa ra một cái phần như sau billy lim nhà sáng lập của ihk à, và là và là chủ nhân của một chương trình hội thảo nổi tiếng sinh ra để tự do từng viết trong một cuốn sách của mình mang tên là dám thất bại cuốn sách này khiến tôi suy ngẫm về ý nghĩa của bản lĩnh trong thành công của mỗi con người các bạn ơi thấy không các em tức là gì ạ chị không phải đưa một cách mà các bạn vẫn thường đưa là À, trong cuộc sống chúng ta có thể va phải những thất bại à, Thế nhưng mà con đường đến với thành công thì chúng ta cần phải có bản lĩnh Thế nên để bản lĩnh đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của mỗi người Các em thường sẽ mở đoạn bằng cái cách lúc nào cũng là trong cuộc sống, trong cuộc sống, trong cuộc sống đúng không? Chị thì chị luôn hướng các bạn là chúng mình vẫn mở đoạn ngắn gọn thôi Nhưng mà chúng ta sẽ dùng những cái cách khác hay ho hơn Thì đây là một trong số những cái cách mà chị mở bài, mở đoạn chị tin là hay ho hơn rất là nhiều so với cách mà các bạn đang làm đúng không? Chị đọc lại cho các bạn nhé. Bill Lim, nhà sáng lập của IHK và là chủ nhân của một chương trình hội thảo nổi tiếng, nổi tiếng sinh ra để tự do, từng viết trong một cuốn từng viết một cuốn sách mang tên là dám thất bại. Cuốn sách này khiến tôi suy ngẫm về ý nghĩa của bản lĩnh trong thành công của mỗi con người. Ok không ạ? À? Thế xong bắt đầu. Giải thích nhá, bước đầu tiên như chị đã nói, cứ thực hiện từng bước từng bước một thì chúng ta không có vấn đề gì chúng ta phải lo lắng cả. Bản lĩnh là dám sống, dám nghĩ, dám làm, những điều bản thân cho là đúng. Nó còn được hiểu là sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường đối mặt với khó khăn và dám đứng lên từ thất bại. Đây là một đức tính đáng quý, nhưng cần phải trải qua quá trình mài rũa để có thể tìm được con đường đúng đắn nhất đi đến thành công. Đó, bắt đầu giải thích nhá. Giải thích xong bản lĩnh là gì? Hãy nhớ rằng là chúng ta có muôn vàn hàng trăm hàng nghìn cái khái niệm khác nhau về một vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là các bạn nói rằng, theo quan điểm của tôi thì bản lĩnh là gì? Và đây là cái bài để các bạn trình bày quan điểm của các bạn mà ok chưa nào sau khi giải thích xong chúng ta sẽ bắt đầu à sau khi giải thích xong thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích này bàn luận phân tích này cuộc đời nhiều biến chuyển ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách bất ngờ khi có bản lĩnh chúng ta sẽ không phải cúi đầu không phải băn khoăn không phải lo nghĩ xem sẽ phải làm gì làm như thế nào khi biến cố xảy ra người có bản lĩnh đối đầu với nghịch cảnh coi đó là cơ hội người thiếu bản lĩnh coi đó là lý do để từ bỏ và vốn dĩ thành công chỉ dành cho những người dám nghĩ dám làm rồi ok tiếp tục này bản lĩnh có cái vai trò như thế nào trong thành công của chính bạn như sau và vốn dĩ thành công chỉ dành cho những người dám nghĩ dám làm bản lĩnh làm nên chính bạn rất khác biệt đặc biệt dũng cảm kiên trì tự tin quyết đoán không ngại đối mặt với khó khăn và điều đó giúp bạn thành công trong cuộc đời chính mình suy ngẫm suy ngẫm suy ngẫm về tầm quan trọng của bản lĩnh tôi nhớ tới Winfrey nữ hoàng truyền hình tỷ phú của nước Mỹ à chị bắt đầu đưa ra cái gì đây chị bắt đầu đưa ra dẫn chứng rồi nha các bạn nhé Bắt đầu đưa ra dẫn chứng ở đây ạ Sinh ra tại một khu ổ chuột, con gái của một cặp vợ chồng à, Vị thành niên không kết hôn Thậm chí đã từng bị xâm hại tình dục và mang thai ở tuổi 14 Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những điều đó bằng bản lĩnh của mình Bà vẫn kiên cường vượt qua mọi định kiến gian nan để trở thành tỷ phú da dạ màu ở tuổi thứ 40 Truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh Sau đó thì bắt đầu liên hệ này Trong cuộc sống, trong cuộc đời, lại có những lúc tôi muốn từ bỏ hành trình chinh phục đại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vì nghĩ rằng nó quá khó khăn với mình thế nhưng vượt lên trên tất cả tôi đã lựa chọn đối mặt không từ bỏ và từng ngày học tập chăm chỉ chăm chỉ hơn ok không ạ đấy là cái phần liên hệ với chính bản thân chúng ta và sau đó thì chúng ta đưa ra một cái kết luận như sau để dành cho cái phần kết đoạn nhé như thế này các em bạn và tôi hãy cùng tiếp thêm cho nhau lòng dũng cảm trong đời, bởi nếu chỉ có một trái tim mềm yếu mang theo trong chuyến hành trình chinh phục đam mê mà không trang bị một trái tim sắt đá thì chúng ta sẽ rất dễ từ bỏ. Thế nhưng tuyệt đối không được nhầm lẫn giữa bản lĩnh với sự tự phụ hay bảo thủ, như lời của John Ruski từng nói, bản lĩnh là sự kết hợp của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động. Ok ông nào. Các bạn thấy không ạ? Tức là chị đi từng phần từng phần nhỏ xíu luôn đấy. Trước tiên là bắt đầu nêu ra vấn đề này, sau đó giải thích này, sau đó bắt đầu phân tích bình bàn luận này, sau đó chứng minh này, sau đó liên hệ bản thân này và sau đó đưa ra một cái thông điệp có ý nghĩa. Được không các em? Nhá. Ok chưa nào? Các bạn ơi, chị tin rằng là với cái phần phát trực tiếp của chị vừa rồi rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà chị tin chắc nếu như mà bản thân các bạn mà mà chăm chỉ thì các bạn sẽ làm được quá nhiều thứ luôn trong cái phần phát trực tiếp vừa rồi cùng với chị. Ok không ạ? À? Quan trọng nhất được không nào? À chị giữ like nhé Ok yên tâm Chắc chắn rồi chị sẽ giữ lại phần phát trực tiếp cho các bạn Để các bạn có thể xem đi xem lại Chị đã nói rất là chi tiết rồi nhá <laughs> Nếu như mà các bạn muốn xin thêm Cái cái dàn ý về dạng bài văn hay đoạn văn Thì cái phần đó chị Quỳnh đã gửi cho các em rồi đúng không? Ừ Ok chưa các em? À, các bạn thân mến, chị thay mặt cho team học văn chị Hiên trung học cơ sở cảm ơn các em rất nhiều vì trong hành trình vừa qua các bạn đã đồng hành cùng với team chị Hiên rất là chăm chỉ và đương nhiên rồi bọn chị sẽ cố gắng làm thêm nhiều những cái chiến dịch free bổ ích nữa dành cho các bạn thế thì nếu muốn là team chị Hiên sẽ làm thêm nhiều những cái chiến dịch free nữa thì làm ơn các em có thể nhắn tin cho admin fanpage để có thể phản hồi lại về cho các chị xem là cái chiến dịch nghị luận xã hội vừa rồi có giúp ích được cho các em nhiều không nhá được không nào Nhá, yeah. hãy inbox hoặc là đánh giá pet giúp chị được không? Chị ơi, nếu câu chuyện rút ra vấn đề nghị luận từ câu chuyện thì làm từ nào thì như nào cho hay ạ? À? Cái này ấy thì nó sẽ vẫn giống như một cái dạng là uh, một cái tư tưởng đạo lý bình thường thôi, nhưng mà cái tư tưởng đạo lý đó sẽ được rút ra từ cái câu chuyện. Thế thì rõ ràng là ở trong cái phần thân mở mở ấy là các em đã phải rút ra được luôn là cái bài học các em định phân tích là gì rồi. Và sau đó thì phần thân các em vẫn làm bình thường. Nhá. Yeah. Ok chưa nào? À sách này có nhá, các em cứ nhắn tin cho admin là là ok nhá các em nhá. Được không nào? Ok chưa? Hoặc là các em nhắn tin cho chị Phương Thảo đang bình luận đấy cũng ok. Được không ạ? À? Các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì hành trình vừa qua đã tham gia rất là chăm chỉ cùng với học văn chị Hiên và ngày hôm nay nhân một cái buổi trời mưa như thế này à, xin được dùng một cái lời thơ để thay lời kết cho buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cũng là lời cảm ơn tới tất cả các bạn trong cái hành trình vừa qua đã đồng hành cùng với tinh chị Hiên chị biết rằng là bản thân chúng ta đều là mỗi con người nhỏ bé thế nhưng bản thân chúng ta luôn luôn mong ước là có thể làm được những cái điều lớn lao và vĩ đại chị nghĩ rằng là đó là cái ước mơ mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được và đó đều là những cái ước mơ cực kỳ đáng để chúng ta trân trọng phải không nào nhưng mà bản thân chị hay là tinh chị hiên thì luôn luôn giữ trong mình một cái suy nghĩ rằng là à người vá trời lớp bể kẻ đắp lũy xây thành Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Thế nên là hãy cứ xanh như cách mà các em mong muốn các bạn nhé. Còn bây giờ thì gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn. Đừng quên là nhắn tin cho fanpage để phản hồi lại những cái... Để gửi tặng cho cho team chị Hiên những cái phản hồi tích cực nhá. Ok chưa nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream và những phần chiến dịch tiếp theo nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye! Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ nhá. Bye bye!